Xin chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nga cảnh báo Anh, Pháp phải trả giá vì cởi trói vũ khí cho Ukraine. Theo thông tin từ báo Dân Trí, một quan chức Nga cảnh báo Pháp và Anh sẽ phải đối mặt với hậu quả sau khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga. Pháp và Anh đã quyết định giúp Ukraine sử dụng tên lửa có độ chính xác cao và họ sẽ phải trả giá cho điều đó. Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Nga. Ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Viên, cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình A1 Mayadin hôm 23 tháng 11, những gì Nhà Trắng đã làm là rất nguy hiểm và người đưa ra quyết định này hoàn toàn nhận thức được hậu quả tiêu cực của nó. Ông Ulyanov nói thêm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng chỉ trích tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Pháp để tấn công lãnh thổ Nga. Bà Zakharova chỉ trích sự hỗ trợ này không phải là giải cứu mà là kết liễu. Theo bà Zakharova, lập trường như vậy của Pháp chẳng những không giúp ích gì cho Ukraine mà còn làm xấu đi vị thế của nước này trong cuộc xung đột hiện tại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng việc cung cấp vũ khí tầm xa góp phần làm leo thang hơn nữa, cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả tàn khốc cho chính Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn do đài BBC phát sóng, Ngoại trưởng Barrot cho biết Pháp không đặt ra và thể hiện lằn ranh đỏ về sự ủng hộ đối với Kiev và các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga có thể được Ukraine thực hiện theo logic tự vệ. Pháp đã cung cấp cho Ukraine các tên lửa hành trình SCALP, IG và Kiev đã sử dụng các tên lửa này để tấn công các mục tiêu ở Crimea và 4 khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2022. SCALP, IG được gọi là Storm Shadow ở Anh, là tên lửa hành trình phóng từ trên không của Anh, Pháp, có tầm bắn tối đa 550 km. Bình luận của Ngoại trưởng Barrot được đưa ra một ngày sau khi quân đội Ukraine xác nhận tên lửa Storm Shadow đã được sử dụng lần đầu tiên trong một cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đã tiến hành chiến dịch đột kích từ đầu tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 tên lửa của Anh. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã bật đèn xanh để Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất trong các cuộc tấn công tầm xa vào Kursk. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 5 tuyên bố ông sẽ cân nhắc cho phép sử dụng tên lửa SCALP IG tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Barrot nói rằng Tổng thống Macron vẫn để ngỏ ý tưởng này. Nga đã đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS và Storm Shadow bằng cách phóng tên lửa siêu vượt âm mới vào cơ sở công nghiệp quân sự tại thành phố Dnipropetrovsk của Ukraine. Tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã bắn nhiều đầu đạn vào cơ sở ở Ukraine với tốc độ cực nhanh. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa mới và đưa vào kho vũ khí của Nga trong những tháng tới. Các chuyên gia cho rằng tên lửa Oreshnik mới của Nga có tầm bắn khoảng 3.000 đến 5.000 km. Với tầm bắn như vậy, Oreshnik có thể vươn đến hầu hết châu Âu. Ông Putin cáo buộc Mỹ và NATO cố tình leo thang xung đột, đồng thời tuyên bố Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu quân sự, bất kể Kiev sử dụng hệ thống vũ khí nào. Tên lửa Oreshnik mới được Nga công bố ngày 21 tháng 11 năm 2024 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế. Vũ khí siêu thanh tầm trung này được coi là một bước tiến đáng kể trong năng lực tên lửa của Nga, một bước tiến có thể gây ra hậu quả sâu rộng cho cả cuộc xung đột Ukraine và an ninh quốc tế nói chung, theo RT. Ông Putin cho biết cuộc tấn công là để đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa tầm xa như ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Xung đột khu vực ở Ukraine đã có những yếu tố mang tính chất toàn cầu, ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh những tác động rộng hơn từ sự can dự của phương Tây. Thông tin từ báo Người Lao Động ngày 22 tháng 11, trong một cuộc họp quan trọng tại Điện Kremlin với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức xác nhận quyết định bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik mới.
Đây được xem là một trong những bước tiến lớn trong chiến lược quân sự của Nga. Tổng thống Putin khẳng định rằng Oresnik không phải là phiên bản hiện đại hóa của các vũ khí thời Liên Xô, mà là một hệ thống siêu thanh tiên tiến được phát triển dựa trên công nghệ và vật liệu hiện đại, hoàn toàn phù hợp với điều kiện quốc phòng của Nga trong bối cảnh mới. Ông cũng nhấn mạnh rằng Oresnik được tạo ra để đáp ứng nhu cầu quốc phòng đương đại, phản ánh những tiến bộ vượt bậc trong khả năng chiến đấu của Nga. Mỹ, NATO bất lực trước tên lửa không thể đánh chặn của Nga. Theo thông tin từ báo Dân trí, chuyên gia quân sự cho rằng với tốc độ Mach 10, tên lửa đời mới của Nga khó có thể bị các hệ thống phòng không hiện đại đánh chặn. Điểm độc đáo của hệ thống tên lửa Oresnik là: thứ nhất, đây là tên lửa tầm trung, bay với khoảng cách từ 1.000 km đến 5.500 km. Và thứ hai, nó là tên lửa siêu vượt âm, bay với tốc độ Mach 10. Cựu đại tá quân đội Nga và nhà phân tích quân sự Viktor Litovkin nói với hãng tin Sputnik. Chuyên gia Nga lưu ý, tốc độ Mach 10 hay gấp 10 lần tốc độ âm thanh tương đương với 3 km mỗi giây. Ông Litovkin cho rằng khó có hệ thống phòng không hoặc phòng thủ tên lửa nào trên thế giới có khả năng đánh chặn những tên lửa siêu vượt âm này. Phương Tây không có tên lửa bay với tốc độ như vậy hoặc tên lửa siêu vượt âm nào như vậy. Mặc dù Mỹ đã nhiều lần khoe rằng họ có những tên lửa tương tự, nhưng họ chưa bao giờ cho tên lửa bay để thể hiện điều đó, ông Litovkin nói thêm. Ngoài ra, tên lửa Oresnik cũng được trang bị nhiều đầu đạn. Tên lửa tăng tốc toàn bộ đầu đạn lên tốc độ siêu vượt âm với các khối tách biệt, bay đến mục tiêu cũng ở tốc độ siêu vượt âm, ông Litovkin nói. Một số chuyên gia quân sự cho rằng tên lửa mới của Nga có thể mang theo ít nhất 6 đầu đạn. Tên lửa được phát triển mới dựa trên công nghệ siêu vượt âm tiên tiến và vật liệu hiện đại. Oresnik dường như có đầu đạn hồi quyển, tấn công đa mục tiêu độc lập, MIRV, tức là các đầu đạn riêng biệt mang khối nổ thông thường hoặc khối nổ hạt nhân để tấn công các mục tiêu khác nhau. Nhà phân tích quân sự Vladislav Shurygin nói với trang tin Izvestia rằng Oresnik có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân hiện có. Nó cũng có thể phá hủy các bong ke kiên cố nằm ở độ sâu lớn mà không cần sử dụng đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia cho rằng tên lửa tầm trung Oresnik sẽ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để tiếp cận các mục tiêu quan trọng của NATO ở châu Âu. Theo một số ước tính, tên lửa này có thể tiếp cận căn cứ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ tại Resikova, Ba Lan trong vòng 8 đến 11 phút. Hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oresnik có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào, kể cả mục tiêu biệt lập, được bảo vệ cao. Dựa trên nhiệm vụ và tầm bắn, tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu trên toàn châu Âu, khiến nó khác biệt so với các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao khác. Sergei Karakayev, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga tuyên bố. Đài BBC dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng tên lửa Oresnik có tầm bắn khoảng 3.000 đến 5.000 km. Với tầm bắn như vậy, Oresnik có thể vươn đến hầu hết châu Âu nhưng chưa thể tới Mỹ. Báo Le Monde dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao của lực lượng không quân và vũ trụ Pháp rằng các hệ thống phòng không của phương Tây có khả năng phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Nga nhưng khó có thể bắn hạ tên lửa. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cho biết, trong vụ phóng mới nhất, thời gian bay của tên lửa Nga từ lúc phóng ở khu vực Astrakhan đến khi chạm đích tại thành phố Dnipro là 15 phút. Tên lửa được trang bị 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn lại chứa 6 đầu đạn con. Tốc độ ở giai đoạn cuối là trên Mach 11. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, tên lửa Oresnik là một trong những tiến bộ quân sự mới nhất của Nga, không phải là sự hiện đại hóa vũ khí cũ của Liên Xô. Ông chủ điện Kremlin khẳng định, chưa nước nào trên thế giới có loại vũ khí như vậy. Theo ông, các quốc gia khác đang nghiên cứu những phát triển tương tự, nhưng họ sẽ không có hệ thống này trong ít nhất 1 hoặc 2 năm nữa. Tổng thống Putin ca ngợi Oresnik là tên lửa có độ chính xác và hiệu quả rất cao. Ông xác nhận tên lửa Oresnik có thể đạt tốc độ từ 2,5 đến 3 km trên giây, nghĩa là không có hệ thống phòng không nào trên thế giới có khả năng đánh chặn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh và đồng hành cùng chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.